Xin chào, hôm nay cùng với Cường quay trở lại Trung Quốc tham quan một điểm rất là nổi tiếng ở tại tỉnh Vân Nam nha. Đó chính là Lam Nguyệt Cốc và Bạch Thủy Hà nằm trong khu du lịch núi Tiết Ngọc Long ở tại thành phố Lệ Giang. Lệ Giang thì cách Cung Minh, thủ phủ của tỉnh Vân Nam khoảng 400 cây số về phía tây bắc. Nơi đây là một khu vực rộng lớn và có dãy núi Tuyết Ngọc Long với đỉnh cao nhất là 5.596m và rất nhiều cảnh quan, rất nhiều điểm du lịch để mình tham quan bên trong. Bây giờ là mình đi xe điện khi nãy từ chân cáp treo để lên Vân Tâm Bình để đến khu Lam Nguyệt Cốc và Bạch Thủy Hà. Hồ nước đầu tiên mình gặp đây chính là Lam Nguyệt Cốc. Lam Nguyệt Cốc nó giống như một cái mảnh trăng màu xanh gì đó. Thực ra thì cả dãy hồ ở đây là do nước từ trên núi Tuyết Ngọc Long chảy xuống. Và nước đó là nước tuyết tan nên rất là trong. Và ở dưới đáy của hồ này chỉ cát và sỏi thôi. Người ta nói có màu xanh như thế này là do trong nước nó có một ít hàm lượng oxit độc. Đây mình thấy nước rất là trong luôn, xanh như là nước biển. Hồ đầu tiên đây là Lam Nguyệt Cốc. Lam Nguyệt Cốc là hồ nước lớn nhất trong dãy năm hồ nước. Và Lam Nguyệt Cốc cũng là hồ nước mà có bãi cát. Ở bãi cát này người ta đến đây chụp hình rồi nghịch nước. Và đặc biệt vào các tháng mùa cưới, các cặp đôi uyên ương người ta đến đây người ta chụp ảnh cưới cũng rất là đẹp luôn. Nó màu xanh y như biển. Cái cầu này là cái cầu huyền thoại nha. Cái cầu này từ cổng vào khu du lịch núi Tiết Ngọc Long để đi vào bên trong đây. Và điểm cuối đó là chính là ở chân của cáp treo lên Vân Tâm Bình. Vân Tâm Bình là nơi nằm ở lưng chừng núi có độ cao 3.240m để ngắm đỉnh của núi Tuyết Ngọc Long. Còn nếu mình không vào bên trong để lên trên Vân Tâm Bình thì có thể xe buýt dừng ở trạm đây để tham quan Lam Nguyệt Cốc và Bạch Thủy Hà, hoặc là mình đi vào trong Vân Tâm Bình giống như là đoàn đi lần này thì từ ở chân cáp treo ở Vân Tâm Bình đi xe điện để đi ra Lam Nguyệt Cốc và Bạch Thủy Hà. Cái cầu nhìn trên cao xuống rất là đẹp luôn, nó giống như là một cái chữ C cắt ngang cái dòng sông này vậy. Nó đẹp tới mức mà Cường phải lấy nó để Cường làm hình ảnh giới thiệu đầu trong các clip YouTube của Cường. Đây, mình sẽ thấy rõ năm hồ nước. Năm hồ nước chảy dài trên một dòng sông. Do chảy từ ở độ cao và có chiều hướng xuống thấp nên người ta làm du lịch họ đã chắn để tạo thành những hồ nước. Và ở những con đập chắn như vậy người ta làm các thác nhân tạo cũng rất là đẹp luôn. Hai bên bờ hồ có đường đi, một bên khu vực cạnh đường ô tô chạy có điểm dừng của trạm đón khách thì người ta làm con đường gỗ chạy dọc theo của các hồ nước. Du khách khi mà đi người ta thích đi dạo dọc dài, chạy dài theo các hồ nước vậy đó. Ở các hồ người ta chắn các cái đập lại, họ làm thác nước. Thì nơi mà họ chắn đập cao đó họ cũng có làm những con đường đi ra để cho du khách bước ra và chụp ảnh nó tiện lợi hơn luôn. Trong khu du lịch này mình thấy thì có hai con bò giác. Bò giác là con bò lông dài, nó sống ở trên vùng cao nguyên Tây Tạng cũng như là vùng cao nguyên ở tỉnh Vân Nam, tỉnh Quý Châu. Con bò này nó thường là màu đen, rất là hiếm những con bò màu trắng như thế này. Những con bò màu trắng như thế này là người ta mang vào để phục vụ cho du khách hết rồi, chụp ảnh. Ở tại đây thì chụp ảnh với bò giác hơi cao, cao hơn chụp ảnh với người ta luôn á nha. 50 nhân dân tệ, nghĩa là tính ra là khoảng 170.000 tiền Việt Nam để chụp với nó. Còn ở những nơi khác, ví dụ như là ở thành cổ Dukizong ở trên Shangri-La thì chỉ là 20 nhân dân tệ thôi.
hoặc ở Điệp Khê Hải, đường từ ở Thành Đô đi lên Củ Chạy Câu á, chụp chỉ có 10 tệ thôi. Trong này thì hơi bị đắt tiền, bởi vì con bò ở đây nó phía ngoài sau cảnh nó đẹp thì sao người ta tính luôn tiền cái cảnh. Từ trên cao nhìn xuống, hồ nước trong xanh rất đẹp luôn. Đây là con thác nó ngăn lại để giữ nước, tạo thành các hồ. Đó, hồ kia là phía trên cao. Đây, mình cho mọi người nhìn thấy từ ở trên cao xuống dưới luôn. Ở giữa người ta cũng là một cái đảo nhỏ nhỏ như vậy đó. Nó có mùa, đến mùa xuân thì có hoa anh đào thiệt. Còn mùa này do đi là tập khoảng tháng 10 thôi nên không có hoa anh đào. Thôi thì mình cứ chụp với hoa anh đào giả đi, cũng không sao ha. Nếu mà mình đi đến Lam Nguyệt Cốc và Bạch Thị Hà này, trên con đường kéo dài tầm khoảng chừng 1,5 km, vừa đi tham quan, vừa ngắm cảnh, vừa chụp ảnh luôn, thời gian chắc cũng phải là 1,5 tiếng. Tầm khoảng 1,5 tiếng thì vừa. Nhìn xuống rất là đẹp. Ở đây nếu mà vào khoảng cuối tháng 10, tháng 11, cây cối bắt đầu chuyển màu xanh đỏ. Nó cũng giống như là mùa thu ở Củ Chạy Câu, giống như mùa thu ở Hàn Quốc, giống như mùa thu ở Nhật Bản. Khi bắt đầu qua tháng 12 thì có những đợt tuyết đầu mùa rồi, và lúc đó là một màu trắng xóa luôn, cũng rất là đẹp. Vào mùa xuân, hoa cỏ rất nhiều, đủ màu sắc hết. Xung quanh đây cũng có nhiều hoa đào lắm. Chỗ này có duy nhất một nhà hàng thôi. Khi mình vào bên trong đây, đi tham quan ở đây thì buổi trưa là có thể ăn ở nhà hàng này, dùng cái món là lẩu gà, rất là ngon luôn. Nếu đến đây thì cũng mình nên thử ha. Và thôi, bây giờ thì cũng tạm biệt Bạch Thủy Hà, Lam Nguyệt Cốc, để mình đi tham quan một điểm kế tiếp cũng trong khu du lịch núi tuyết Ngọc Long này luôn. Thì ở những clip sau mình sẽ review, sẽ giới thiệu các điểm khác như Vân Tâm Bình, Ngọc Thị Trại. Còn bây giờ thì xin tạm biệt mọi người nha.